Trong Excel thì khi ghép nối các chuỗi ký tự, chúng ta thường sử dụng dấu và để chúng ta ghép. Giả sử bây giờ có trường hợp một ô là văn bản và một ô là một con số, mình sử dụng ghép và như sau: bằng cái ô văn bản mình sẽ ghép và với lại cái ô chứa con số, thì kết quả đó là sau khi ghép, con số nó sẽ không còn dấu ngăn cách hàng ngàn nữa. Bây giờ mình sẽ sử dụng một hàm, đó là hàm text được bao bên ngoài bởi cái ô B4 này, và mình sẽ đưa một đoạn khai báo như sau: thăng phẩy thăng thăng không, đóng nháy kép, đóng ngoặc, enter. Và kết quả đó là sau khi chúng ta đưa cái chuỗi thăng phẩy thăng thăng không vào bên trong hàm text thì chúng ta đã có cái dấu ngăn cách hàng ngàn sau khi chúng ta ghép chuỗi. Ngoài ra, nếu chúng ta muốn đưa cái phần tập phân vào thì đằng sau cái phần thăng phẩy thăng thăng không, chúng ta đưa vào phần đó là chấm không không vào đằng sau. Giả sử có hai phần tập phân, enter. Như vậy thì cái kết quả ghép chuỗi khi chúng ta sử dụng hàm text sẽ đẹp hơn và trông dễ nhìn hơn.